trong tập gym không có thực phẩm bổ sung thì thôi đừng có đi qua những cái cách tập mà nó phức tạp, nó mang rỡ như vậy. Hôn, hôn là cho chúng ta gì giúp cho cơ, cho cơ nó căng, nó căng nó cái tách lớp. Chưa được. Cái cuối. Chờ đó. Rồi, vô, good job. Và cái vấn đề quan trọng á là sau buổi tập này á là tinh thần của em nó thoải mái, chứ không phải là em tập xong em sụp đổ theo một nghĩa tiêu cực. Cái đó là cái giá trị tốt nhất của gym, nó mang lại cho chúng ta khi chúng ta tập luyện đúng phương pháp, dinh dưỡng đúng, nó mới tạo ra 3D: tập luyện, dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và phục hồi. Rồi bây giờ Duy Nguyễn sẽ coach cho Hương Trần tập cho cái lưng cho nó đẹp. Lưng bữa nay ngồi văn phòng kiếp động nhiều quá nó mở, không? Mặc dù tiền nhiều nhưng mà mình mở nhiều giang hồ nóng mà nãy. Do đó là mục tiêu của chúng ta hôm nay tập là chúng ta, thứ nhất là chúng ta tập tăng cái cơ lưng ở đây, giảm phần mỡ này lại cho nó săn cái lưng hơn, để cho chúng ta mặc những bộ đồ này nó gọn hơn và nhìn nó fitness hơn. Rồi, bài tập này có tên là Last Pullover, sử dụng dumbbell. Các bạn sử dụng cục dumbbell nào nó phù hợp với chúng ta thôi. Rồi vô FSC7, 7 full và 7 partial. Rồi chúng ta chọn một cái ghế nằm ngang, thì các bạn tùy phòng gym các bạn có ghế nào các bạn chọn ghế đó. Và bài tập này nó không hề nâng cao nha các bạn. Bài tập này rất là căn bản, dành cho các bạn đã tập được free weight thì các bạn tập ở đây chậm thôi. Rồi tự tập 7 set full và 7 set partial xuống thấp. Xuống cho nó full răng, giản nhất có thể. Đó, đây đó. Cố lên, căng ra, lên thở nè. Ok, tự hết 7 set, tự hết 7 rep full thì em chuyển qua 7 rep partial. Rồi, partial. Rồi, chúng ta thầy nè. Rồi, xong đó. 4 5. Ok, 6 7 hôn, hôn. Căng đó, căng đó, căng từ từ. Căng, căng nữa, nữa, xuống nữa, nữa, xuống nữa. Không giờ, không giờ. Tập trung đừng có nói chuyện. Xuống. Rồi, thôi. Rồi. Rồi thôi. Nghỉ 45 giây. Chúng ta nghỉ set này 45 giây. 7 full 7 partial nè. Nghiêm túc nè. Căng nhất có thể. 4. Bài này nó cũng có dùng ngực miếng nữa, nhưng mà ngực thường thường dành cho đàn ông thôi. Còn phụ nữ thì này nó vô lưng nhiều hơn. Vô. Partial. 2. Sâu nữa. Ăn cái răng dài đó. Rồi. 3. 4. 5. 6. 7. Hôn. 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 Oh my god. Hôn. Không có gót gì. Hôn. Được chưa? Hôn. Được chưa? Rồi. Rồi bật dậy nghỉ. Căng lưng ra. Căng lưng ra. Ngồi dậy. Căng sao? Bỏ tay sang đầu. Rồi căng lưng ra. Ngồi dậy. Căng lưng ra. Căng sâu ra. Đây. Ok. Rồi uống intra cao nghỉ 45 giây. Rồi. Tự nghiêm túc nha. Oh my god. Rồi. Tập đi, tập đi, tập đi. Từ thôi, xuống từ từ nè. Ok. Xuống. 5. Xuống. 5. Bài tập này rất là dễ tập, cho nên các bạn cố gắng trong phòng gym, bạn ở ngày tập lưng á thì các bạn nên tập bài này theo cái phương pháp FST7 để chúng ta có thể gia tăng kích thước cơ bắp
cho nó săn chắc, cho nó khỏe và tỷ lệ mỡ nó sẽ giảm lại, vùng lưng chúng ta rất là đẹp. Thì có những cái phương pháp kích thích cơ và thay đổi cái level tập luyện chúng ta, đó là superset, prop set và FST7. Nó sẽ phù hợp cho những bạn không chuyên về nặng, rồi những bạn nói chung là cái lượng cái đối tượng áp dụng cái phương pháp nó sẽ nhiều hơn. So với nam thì mắc OT và lean body căng. Cầm cái mỏ lại đi, nói nhiều quá. Thầy dựng em lên. Không, nằm đó đi. Chưa, thực hiện bài căng cơ. Căng cơ. Đó, chúng ta căng cơ cái vùng cơ này. Tay qua đầu đi, tay qua đầu nè. Căng cơ được không? Nè. Đau chưa? Đau là vô rồi đó. Rồi, nghỉ 45 giây. FST7 này ngoài cái việc mà kích thích cơ trong cái lúc mà cái set tập chúng ta còn có những cách kích thích cơ khi chúng ta đang phục hồi. 2. Full luôn. Thẳng luôn. Không có gì nào đó. Ok. 3. Tự đếm đi, đó, càng sâu càng tốt. Ở 7 cái rep mà nó full đó, chúng ta cần phải đi cái đường đi của tạ cho nó tốt vào, cho nó xa. Và khi mà chúng ta căng cơ, chúng ta chậm lại thôi. Căng cơ chậm. Để chúng ta cảm nhận cơ bắp. Ở cái phương pháp tập này, cái quan trọng nhất là cái cảm nhận cơ bắp, chứ không phải quan trọng là tập nặng. Đó. Khi mà tập nặng, các bạn sẽ không theo được phương pháp này. Mà phương pháp là chúng ta tập một khối lượng tạ vừa phải, thay vào đó là gia tăng kích thích. Oh my god. Sâu. Hôn. Còn mấy thế nữa? Hôn cho tới khi thầy qua thầy cầm được cục tạ. Hôn. Không nên nói, Sâu tí. Không gãy được. Cái tay nó còn khúc mà gãy cái gì. Rồi, 45 giây. Không có nhân nhượng nữa. 45 giây là xong. Uống theo muốn đó là chuyện của em. Cứ 45 giây là thầy phút. Gãy cánh chứ gãy gì. Không thể nào gãy được. Còn 3 set nữa mới set thứ 4 thôi. Rồi, 59 giây rồi, vô. Cái sau cho nghỉ 30 giây đó. Ôi trời ơi, tưởng 30 ký. Rồi, vô. 2. Những set này mới ăn tiền nè, những set này là những set bắt đầu thấm rồi. Mà chúng ta phải push cơ bắp chúng ta cho nó như một cái cường độ đủ nhanh. Đó, đủ nhanh, đủ mạnh. Để hiệu quả là những cái set này. Chứ những set đầu thì thường 1 tới 2 set đầu thì nó còn sung lắm. Chậm lại. Mấy rồi? 3 sọt. 1. 3 rồi. Hôn. Hôn. Lên. 3 sọt mà. Hôn tiếp. Hôn. Chị nói. Lên. Rồi cái nữa nè. Hôn càng lâu càng tốt. Hôn càng lâu càng tốt. Hôn nó đi. Sâu xuống tí nữa. Không có kéo lên. Hôn sâu xuống tí nữa. Thả lỏng. Không có gồng. Thả lỏng. Thả lỏng đi. Không có đất tạ đâu. Thả lỏng. Ưỡn cái mông lên. Đúng rồi. Thả lỏng. Rồi. Không gãy. Thả lỏng. Ưỡn cái mông lên. Rồi. Very good. 30 giây, lo dậy phục hồi cho lẹ đi nha. Thầy bấm 30 giây đó. Hồi nãy là 1 phút, bây giờ là 30 thôi. Ra nó xoay cái cánh rồi cho nó phục hồi đi. Còn 2 set nữa. 2 set ăn tiền nè. Cố lên. Có bao nhiêu sức mình sinh bung ra hết. Thành bại nằm ở 2 set này. Sâu ra. Ba. 4 5 6 7 8 2 3 sột. Hôn. Lên.
Hồn đếm tới năm nha. 1 2 3 4 lên. Cái cuối. 1 2 thâu thả lỏng ra. 3 thả lỏng ra. Cong mông lên. Cong mông lên, thả lỏng ra. Đã chạm đất luôn nè, làm được. Cong mông lên, thả lỏng ra. Rồi vô. Rồi nghỉ 45 giây, phục hồi đi, nghỉ 45 giây. Căng cơ, chéo cánh gì đó, làm gì đó làm. Thấy nó sưng chưa? Nhức chưa? Đang cảm nhận. Đang feel. Còn 30 giây nữa. Feel cái gì? Rồi, 30 giây nữa nha. Vô. Xích cuối. Xích cuối tập khô máu đi. Cái đầu nó chưa vô nha, cái đầu không tính rồi đó, cái này mới tính nè. 1. Xích cuối là xích ăn tiền, các bạn phải tập trung hết tất cả những gì mình có thể. Mà thường thường set cuối á, thì các bạn nên nóc intro vào cao vào để cho các bạn có được cái sự phục hồi và sự thoải mái khỏe nhất có thể để chúng ta kết thúc luôn. Cái set tập này rất là quan trọng, tập tới ngưỡng thất bại, không có khái niệm 7, 8 gì trơn trọi đó. Tập tới lúc nào bạn... Tôi chơi 7 rồi. 7 rồi, giờ pass on đi. Mới nói xong, nhỏ này nó tính đủ rep nghỉ nè. Hôn. Hôn. Hôn là cho chúng ta giúp cho cơ, cho cơ nó căng. Nó căng, nó cứ thích lên. Rồi, hôn, căng cơ. Hôn. Lên. 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 Lên rồi, lên rồi. Rồi, xuống từ từ nè. Xuống từ từ, hôn tiếp nè. Hôn. Hôn. Lên, 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 lên. Oh lên, ok. Được chưa? Chưa. Còn khỏe lắm. Hôn. 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 Lên. 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 Rồi. Hết rồi. Chưa hết. Đẩy, đẩy, đẩy lên vài cái đi. Đó, đẩy lên vài cái đi. Đẩy lên vài cái, đẩy lên vài cái. Nhẹ ha. Nhẹ ha. Rồi qua gần sau. Được rồi. Chưa được. Chưa. Oh my God. Cái cuối, cái cuối. Cái cuối. Chờ đó. Chờ đó. Thả lỏng, căng cơ hết cỡ luôn. Thả lỏng, căng cơ. Chờ đó, chờ đó. Căng cơ lưng. Last and back. Oh my God. Fishing, căng ra. Hết, hết, hết. Rồi, buông, good shot. Rồi, chúng ta đã hoàn thành cái bài tập là last pull over bằng tạ dumbbell. Tác động rất tốt với cơ lưng của chúng ta. Rồi nghỉ ngơi đi. Rồi uống intra hoặc cao rồi cho thầy cái feedback coi. 4. Rồi cho thầy cái feedback coi. Em tập cái bài này em thấy thế nào? Và đó giờ cái phòng gym em không có coach, em đâu có tập được bài này đâu đúng không? Sao thầy không nói trước? Nói cái gì? Nói là nó dã man. Tại sao thầy không nói trước để em chuẩn bị tinh thần? Thì nó dã man thì tất nhiên trong lúc tập thì nó sẽ rất là dã man. Nhưng mà sau đó nó sẽ mang cho em cái cơ hội cái trải nghiệm tuyệt vời và cái sự phục hồi phát triển cơ rất là tốt. Và cái vấn đề quan trọng á là sau buổi tập này á là tinh thần của em nó thoải mái, nó tỉnh táo và nó rất là láo cá, nó hưng phấn, chứ không phải là em tập xong em sụp đổ theo một nghĩa tiêu cực. Cái đó là cái giá trị tốt nhất của gym, nó mang lại cho chúng ta khi chúng ta tập luyện đúng phương pháp, dinh dưỡng đúng, nó mới tạo ra 3D: tập luyện, dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và phục hồi. Trong tập gym không có thực phẩm bổ sung thì thôi đừng có đi qua những cái cách tập mà nó phức tạp và nó mang rồi như vậy. Đó. Thấy tinh thần rất là cá không? Tập thì rất là mệt nhưng mà khi mà buông ra thì chỉ cần 1 phút 2 phút là sự phục hồi nó rất là tuyệt vời. Thì để có được cái này là chúng ta phải cần phải có bữa ăn trước tập, rồi phải uống rượu hoặc cao trước tập và uống intra hoặc cao trước tập. Và đặc biệt hơn, sau tập thì chắc chắn phải uống post hoặc cao. Không thể thiếu. Và các bạn có muốn biết post workout của Thu Hương là gì không? Kem, âm lô kem. No, post workout. À, em uống quay. Quay à? Ờ, quay của lắm đó. Rồi, được rồi, thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hy vọng là video này sẽ mang tới cho các bạn những cái tip, những cái trải nghiệm thú vị cũng như những cái cách tập để sau này các bạn có thể tự tập, hoặc là các bạn có thể thuê PT, có thể là partner các bạn hỗ trợ các bạn để tập. Chúng ta đạt đến những cái sự kích thích tối đa, tột cùng trong một buổi tập gym ngắn để chúng ta còn về chúng ta đi làm kiếm tiền, khẳng định bản thân vươn tầm quốc tế. Thầy biết em đang có cảm giác thế nào không? Cái gì? Cái chỗ này của em giờ nó đang lên đỉnh. Phê. Ok, tốt.